Xin chào tất cả các khách hàng và các bạn quan tâm đến chuyên trang của Rossi Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những người bạn hàng, đối tác lâu năm của chúng tôi. Họ là những hãng sản xuất thiết bị bếp công nghiệp nổi tiếng hàng đầu trên thị trường bếp công nghiệp quốc tế. Và ở chuyên đề này, Rossi Việt Nam xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về hãng sản xuất máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp Primer. Đây là một trong những tập đoàn danh tiếng hàng đầu đến từ Hàn Quốc. Primer là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Máy rửa bát Primer được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của Primer được đặt tại Hàn Quốc, một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới, tập đoàn kinh doanh đa ngành chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa Rossi Việt Nam đã nhận được sự cho phép của Primer để phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Primer tại thị trường Việt Nam. Dưới đây là một trong số những thông tin về Primer mà chúng tôi muốn giới thiệu với tất cả các quý khách hàng. Primer hiện đang là nhà sản xuất thiết bị công nghiệp số 1 tại Hàn Quốc. Các sản phẩm Primer có mặt và được tin dùng tại nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, các dòng sản phẩm nổi bật của Primer như máy rửa bát đã và đang chiếm được cảm tình từ phía người tiêu dùng nhờ vào việc có giá thành rất tốt, chất lượng sản phẩm vô cùng ổn định. Với tư cách là nhà phân phối thiết bị bếp công nghiệp số 1 tại Việt Nam, Rossi đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để đem sản phẩm tủ rửa bát của Primer về Việt Nam tiếp cận với người tiêu dùng. Primer luôn cố gắng hết mình để được công nhận là một công ty không ngừng phát triển và sẵn sàng đưa ra những công nghệ tiên tiến nhất phục vụ cho khách hàng của mình. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển công nghệ mới, Primer là một chuyên gia mang đến sự tiện lợi cho khách hàng và cung cấp hệ thống máy rửa bát hoàn hảo nhất cho nhà bếp công nghiệp. Với một chiếc máy rửa bát hiện đại, việc đầu tư thông minh của bạn sẽ mang đến lợi nhuận lớn hơn gấp nhiều lần. Và để trở thành một công ty phát triển vì khách hàng, Primer sẽ tiếp tục không ngừng nghiên cứu và phát triển công nghệ hơn nữa. Rossi Việt Nam xin được trân trọng gửi tới quý khách hàng một số hình ảnh về Primer. Đây là những hình ảnh đại diện Rossi Việt Nam đang trong những buổi bàn giao họp mặt ký kết chuyển giao công nghệ của hãng Primer. Còn đây là hình ảnh các nhà máy của hãng đặt tại Hàn Quốc và một số nước khác trên thế giới. Với những kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động sản xuất thiết bị nhà bếp công nghiệp, Primer đã được phát triển thông qua một con đường quy hoạch nhằm mục đích sản xuất máy và xây dựng kỹ thuật máy móc với độ chính xác cao, vật liệu sản xuất cũng đạt tiêu chuẩn chất lượng. Primer hiện nay là một nhà lãnh đạo trong việc sản xuất các thiết bị máy rửa bát. Đối với mỗi một lĩnh vực, Primer từng tạo ra loại máy móc công nghệ cao với các phụ kiện được thiết kế đặc biệt cho từng nhu cầu cụ thể. Sức mạnh của hãng Primer đó là luôn sẵn sàng phục vụ cho các quý khách hàng những loại máy móc rửa bát đa dạng, tùy thuộc vào các loại cách sử dụng khác nhau. Với những tính năng này, cho phép bạn chọn từ một đến hàng loạt các sản phẩm khác nhau, tất cả được xây dựng với chất lượng, uy tín cao và phù hợp với mọi hoàn cảnh trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào. Hiện Rossi Việt Nam đang là đại diện thương mại chuyên nghiệp cho hãng Primer tại Việt Nam. Chúng tôi đã cùng với Primer tham gia cung cấp các thiết bị máy rửa bát công nghiệp cho rất nhiều dự án hàng đầu tại Việt Nam. Nếu công ty bạn là một khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng hay bệnh viện, trường học hoặc trung tâm hành chính thì chắc hẳn rằng một chiếc máy rửa bát sẽ là một thiết bị một người trợ thủ không thể nào thiếu được. Các bạn hãy lựa chọn hãng Primer cho công việc của mình như một quyết định khôn ngoan nhất với chất lượng đẳng cấp hàng hóa xuất xứ đến từ Hàn Quốc. Rossi Việt Nam khẳng định sẽ đem đến cho quý khách hàng sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị bếp công nghiệp. Rossi Việt Nam, nhà phân phối máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp số 1 tại Việt Nam. Chúng tôi luôn có mối quan hệ hợp tác thân thiết với 150 công ty và tập đoàn chuyên sản xuất máy chế biến thực phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phương châm làm việc của chúng tôi đó là
luôn luôn tìm tòi những tinh túy của ngành máy chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị dành cho công việc của quý vị. Đó là giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, khơi nguồn đam mê và kiến tạo sự thành công. Quý khách hàng muốn tìm hiểu về các sản phẩm máy rửa bát của hãng Primer có thể liên hệ với chúng tôi để có được mức giá và chế độ hậu mãi tốt nhất. Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của Rossi Việt Nam. Để theo dõi và biết thêm thông tin chi tiết của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo các kênh dưới đây: website rossi.vn, Facebook www.facebook.com/rossivietnam, hoặc các bạn cũng có thể click trực tiếp vào channel Rossi của chúng tôi trên YouTube. Để cập nhật những chương trình khuyến mại và giá tốt nhất về sản phẩm cũng như dịch vụ của hãng Primer, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo các số điện thoại dưới đây. Chúng tôi có hỗ trợ Viber, Zalo, Showroom miền Bắc 0912 863 364, Showroom miền Nam 0868 998 663, Tổng kho bán buôn 024 8586 7812, Hợp tác kinh doanh 0989 999 884, Email info@rossi.vn. Thông tin công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại quốc tế Rossi Việt Nam, địa chỉ số 283 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu về tập đoàn Primer. Các bạn hãy like clip và subscribe channel của Rossi Việt Nam nếu thấy hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chủ đề sắp tới.